Mến chào quý vị và các bạn đến với chuyên đề sức khỏe cho mọi người của đài truyền hình Trà Vinh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp trong cả nước. Ở một số tỉnh thành đã có nhiều trường hợp lây nhiễm ra cộng đồng. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Mở đầu chuyên đề sức khỏe cho mọi người hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung phần tin phản ánh các hoạt động này. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tổ chức cuộc họp trực tuyến với các tỉnh thành trong cả nước về tình hình triển khai một số biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 05 ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, tại Việt Nam, trong các ngày 27 và 28 tháng 1 năm 2021 đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của virus. Trong đó có 72 ca xảy ra tại nhà máy Bujun, khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đây là những trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhiều biện pháp dập dịch cấp bách tại hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương. Đồng thời đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tập trung rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. Quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các tỉnh thành phố trong cả nước phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan. Hệ thống y tế các địa phương phải đặt trong tình trạng chuẩn bị sẵn sàng và chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch tại các nơi công cộng theo quy định. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang y tế nơi công cộng và tăng cường xử phạt những trường hợp không chấp hành, vi phạm những quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay và được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mới đây ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, ngoài các biện pháp tăng cường kiểm soát dập dịch triệt để tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh, chỉ thị 05 mới đây của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phải rà soát siết chặt về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Đặc biệt là tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành trong cả nước phải áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội, căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng để phòng ngừa dịch bệnh có hiệu quả nhất. Với tinh thần chỉ đạo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tăng cường rà soát siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Đặc biệt là tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. Yêu cầu người dân thực hiện thông điệp 5K trong phòng chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế. Nhất là thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các sở ngành tỉnh, các địa phương có liên quan, căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 mà tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội theo mức độ nguy cơ đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh, chỉ đạo các ngành các địa phương phải tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh. Các địa phương quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Đối với Sở Giao thông Vận tải phải tăng cường kiểm soát và quản lý chặt thông tin những hành khách ra vào tỉnh Trà Vinh. Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, hạn chế số lượng người trong các trường hợp tổ chức hội họp. Các hoạt động họp mặt lễ hội cần hạn chế số lượng người và đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch cho đến khi có chủ trương mới. Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh, tính đến cuối tháng 1 năm nay, toàn tỉnh đã cách ly 2.082 trường hợp. Trong đó cách ly y tế 26 trường hợp và hiện có trên 1.300 người nước ngoài đang tạm trú tại tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý vị và các bạn, cũng như hàng năm, mỗi khi Tết đến xuân về, một trong những vấn đề luôn được lãnh đạo tỉnh và mọi người quan tâm đó là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.
Chính vì vậy mà mới đây, Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh triển khai công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2021, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và các ngày lễ hội trong năm nay. Phát biểu tại hội nghị, bác sĩ Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh cho biết, dịch COVID-19 không những lây bệnh trực tiếp từ người sang người, mà dịch bệnh này còn lây truyền qua đường thực phẩm. Do vậy, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng ngừa dịch bệnh trong năm nay càng có ý nghĩa quan trọng, nhất là vào dịp lễ Tết. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh đã đề ra nhiều nhiệm vụ cấp thiết cho công tác giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian tới. Trong đó cần quy động toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các ngành chức năng trong tỉnh sẽ tổ chức 3 đoàn thanh kiểm tra liên ngành, thường xuyên tổ chức thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tốt nhất đến với người tiêu dùng, vừa đảm bảo không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, vừa không để xảy ra dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm. Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2020, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Trà Vinh đã kiểm tra gần 3.600 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Qua đó đã phát hiện gần 500 cơ sở vi phạm và có 22 cơ sở bị xử phạt hành chính, với tổng số tiền thu được trên 70 triệu đồng, và buộc các cơ sở tiêu hủy trên 60 loại sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Phần cuối chuyên đề sức khỏe cho mọi người hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung phỏng vấn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Y tế, xoay quanh về công tác giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết, xin chân thành cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên thì trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra ngộ độc thực phẩm làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Vậy xin bác sĩ cho biết vấn đề này trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh ta. Trong năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh có ghi nhận được cái 2 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể cấp tính. Thì ghi nhận được 68 người mắc phải nhập viện, không có trường hợp tử vong. Thì cái loại hình ngộ độc thì xảy ra một ở đám cưới, một là thức ăn đường phố. Thì qua cái điều tra của các nhà chuyên môn thì cái tác nhân thường là do cái vi khuẩn gây bệnh và các cái độc tố của nó. Thì nguyên nhân có thể là do cái trong cái quá trình chế biến thức ăn, bảo quản, vận chuyển, hoặc là cái lúc mà phân chia thức ăn thì các cơ sở nó không có tuân thủ đúng các cái quy định về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước tình hình đó thì bác sĩ nhận định như thế nào về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay ạ? Thì Tết cái Tân Sửu cũng đang đến gần, thì thời gian nghỉ Tết là thường kéo dài, cho nên cái nhu cầu mà tiêu thụ thực phẩm trong cái thời gian này rất là lớn. Mà thường là những cái thực phẩm như là thịt cá, rau củ, nước giải khát, vân vân. Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường thì các cái cơ sở sản xuất cũng như các cơ sở kinh doanh thì ta tăng cường sản xuất cái số lượng nó nhiều hơn, ta nhập về nhiều hơn để đáp ứng được cái nhu cầu để bán trong dịp Tết. Hơn nữa cái thời tiết lúc này trời nắng hanh khô thì cũng là cái điều kiện tốt để cho vi khuẩn nó dễ phát triển. Cho nên đây nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến vấn đề mà an toàn vệ sinh thực phẩm. Dân vậy theo bác sĩ thì những cái nguyên nhân nào là yếu tố dẫn đến mất an toàn vệ sinh thực phẩm và những loại thực phẩm nào dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm thưa bác sĩ? Thì thông thường thì cái ngộ độc thực phẩm nó thường có 3 cái nguyên nhân chính hay gặp. Thì đó là cái thực phẩm nó bị nhiễm các cái vi khuẩn gây bệnh. Thí dụ như là nhiễm vi khuẩn, nhiễm ký sinh trùng và các cái độc tố của nó. Thứ hai nữa là thực phẩm nó có những cái chất phụ gia để nó tạo màu, tạo mùi nhưng mà nó vượt cái ngưỡng quy định. Thứ ba nữa là cái đối với những cái thực phẩm mà cái bản thân nó cũng chứa sẵn những cái chất có thể gây ngộ độc. Ví dụ như là cá nóc, gan, trứng của cóc, cũng như là vỏ sắn,
cũng như là một số loại nấm độc hoặc là một số thực phẩm nó bị ô nhiễm của ở ngoài môi trường, nó một số cái nó bị ô nhiễm từ cái nguồn nước chứa các một số kim loại nặng cũng như là arsen, chì, kẽm, vân vân. Khi người bị ngộ độc thực phẩm thì thường xảy ra những cái triệu chứng gì thưa bác sĩ? Thì ngộ độc thực phẩm thường nó biểu hiện có hai cái dạng. Một là ngộ độc cấp tính, hai là ngộ độc mãn tính. Thì đối với ngộ độc cấp tính thì thường xảy ra sau 30 phút đến 1-2 ngày sau khi ăn những cái thực phẩm mà bị ô nhiễm. Thì cái triệu chứng ban đầu làm cho bệnh nhân đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy nhiều lần trong ngày. Thì làm cho bệnh nhân mệt mỏi, nhức đầu chóng mặt. Thì do chúng ta ăn những cái thực phẩm mà nó có nhiễm vi khuẩn hoặc là cái độc tố cái số lượng lớn. Còn đối với ngộ độc mãn tính thì thường là cái triệu chứng nó không có rõ ràng. Tuy nhiên cái chất độc nó hấp thu dần trong cơ thể thì lâu ngày nó dẫn đến một số cái rối loạn trong cơ thể như rối loạn chuyển hóa, nó làm cho kém hấp thu, làm cho có thể đưa đến một số cái bệnh mãn tính. Rồi nó dẫn tới một số cái trường hợp như là làm thay đổi cái hoạt động của tế bào, có thể đưa đến một số bệnh như là ung thư. Với những triệu chứng mà bác sĩ vừa nêu thì người bệnh mắc phải cần phải xử lý như thế nào ạ? Thì trước cái tình trạng mà khi mà phát hiện được người bệnh bị ngộ độc như vậy á, thì cái biện pháp đầu tiên chúng ta làm sao mà ngăn chặn lại cái vấn đề thực phẩm ngộ độc nó không có đi vào cơ thể nữa, thì bằng cách là chúng ta dừng ăn uống các cái thực phẩm nghi ngờ. Cái thứ hai là loại chất độc ra khỏi cơ thể càng sớm càng tốt, thì bằng cách là chúng ta gây nôn. Đầu tiên là phương pháp là chúng ta ngoái cổ họng để chúng ta gây nôn, hoặc là chúng ta uống nhiều nước, hoặc là uống một số thuốc để mang tính chất gây nôn. Thì tuy nhiên chúng ta làm gây nôn như vậy thì đối với một số đối tượng như trẻ em chúng ta phải thận trọng. Tại vì gây nôn trẻ em thì chúng ta cũng phải là cho để trẻ em nằm nghiêng một bên, dùng cái khăn sạch để chúng ta lấy các cái chất nôn từ trong miệng ra ngoài, để tránh cái trường hợp mà các trẻ em nó hít vào đường hô hấp thì nó dễ nguy hiểm về sau. Thì nếu như mà chúng ta ăn cái thức ăn mà ngộ độc quá 6 giờ thì cái thời điểm này thì một số chất độc nó đã hấp thu vào cơ thể rồi. Cho nên chúng ta ngoài cái biện pháp gây nôn không còn cái hiệu quả nhiều, cho nên chúng ta phải sử dụng bằng phương pháp cái chất trung hòa, hoặc là sử dụng những cái chất bảo vệ niêm mạc dạ dày, hoặc là sử dụng những cái chất đối kháng, ta gọi là thuốc giải độc đó. Thì những cái giai đoạn này chúng ta phải thực hiện ở cơ sở y tế. Thì một số điều lưu ý mà đối với chúng ta xử trí những cái trường hợp ngộ độc dày, thứ nhất thì chúng ta cũng phải lưu lại các mẫu thức ăn để chúng ta tìm cái nguyên nhân để gây ngộ độc, để chúng ta xử lý về sau này nó tốt hơn. Cái một điều lưu ý nữa là chúng ta không nên là tự sử dụng thuốc cầm tiêu chảy. Tại vì chúng ta làm như vậy, các cái chất độc nó ứ trong cơ thể, nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt về sau cho sức khỏe của mình. Có một số lưu ý như vậy. Vậy để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, thì tỉnh ta có những biện pháp gì để xử lý ạ? Thì để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu cũng như cái lễ hội mùa xuân năm 2021, phục vụ cho người dân vui xuân đón Tết để đảm bảo một sức khỏe an toàn, cũng như là để đảm bảo cái sự cạnh tranh lành mạnh của các cái cơ sở sản xuất để phục vụ cho các cái thực phẩm ngày Tết, thì ban chỉ đạo cũng tăng cường thành lập các cái đoàn kiểm tra giám sát ở các cơ sở để để tìm phát hiện những cái thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm giả, để làm sao hạn chế tối đa cái trường hợp mà để ngộ độc, cũng như cái tăng cường kiểm tra thanh tra từ tỉnh đến xã phường vào các cái nhóm sản phẩm mà có nguy cơ cao trong dịp Tết, và đặc biệt chú ý đến các cái làng nghề mà chế biến thực phẩm để phục vụ dịp Tết. Thì mặt khác cũng huy động tối đa các cái kênh truyền thông để phổ biến các cái quy định của nhà nước về vấn đề an toàn thực phẩm, nhằm cũng đưa lên, nếu phát hiện các cái phương tiện đưa lên thông tin đại chúng để người dân biết, để chọn cái thực phẩm nó an toàn cho người dân. Thưa bác sĩ, ngành y tế có những cái biện pháp chuẩn bị như thế nào khi mà có những cái ca ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết năm nay? Đối với ngành y tế,
đã chỉ đạo các cái cơ sở mà có cái chức năng khám và điều trị thì phải chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị để làm sao để lúc nào cũng sẵn sàng, nếu có trường hợp ngộ độc xảy ra thì chúng ta ứng phó kịp thời. Thứ hai nữa là phải phân công trực gác 24/24 để khi có ngộ độc và tập thể nếu có thì chúng ta phải sẵn sàng để đáp ứng, để xử trí và kịp thời các trường hợp ngộ độc tập thể. Và một điều cuối cùng nữa chúng tôi muốn được nghe lời khuyên của bác sĩ, đó là phòng ngừa như thế nào để giúp cho mọi người thực hiện tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết năm nay ạ? Thì để có được một cái Tết an toàn, đảm bảo sức khỏe cho mọi người, thì ngoài các cái việc làm thường xuyên tích cực của các cái cơ quan chức năng thì tôi cũng mong các cái cơ sở sản xuất kinh doanh chúng ta phải nâng cao cái ý thức trách nhiệm của mình vì sức khỏe của cộng đồng. Thì đối với người dân, nếu chúng ta sử dụng thực phẩm, chúng ta nên mua những cái thực phẩm tươi sống, những cái nơi mà có uy tín, nơi có địa chỉ cố định và được các cái cơ quan chuyên môn cấp giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm. Thì đối với những cái thực phẩm mà đóng gói thì chúng ta nên chọn những cái thực phẩm nào có bao bì nhãn mác rõ ràng, trong đó có ghi ngày sản xuất, hạn dùng để chúng ta để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm. Thì các cái cơ quan chức năng cũng tăng cường thanh tra kiểm soát tận gốc, ngoài cái việc mà ta kiểm tra ở nơi buôn bán, chúng ta cũng phải kiểm tra nơi sản xuất để tuyệt đối làm sao để cho người dân chọn được cái thực phẩm an toàn nhất. Thì ngành y tế cũng mong muốn để đảm bảo an toàn thực phẩm thì cần có sự chung tay của toàn xã hội. Thì nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo ngành y tế của tỉnh, xin gửi lời chúc sức khỏe đến ban biên tập cái chương trình Sức khỏe cho mọi người của Đài Truyền hình Trà Vinh. Năm mới sức khỏe, hạnh phúc và đảm bảo cái công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cho bản thân và gia đình. Vâng ạ, xin được chúc bác sĩ năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc, chúc cho bà con có một mùa xuân an vui. Xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề sức khỏe cho mọi người kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.